Vâng, và bây giờ đang muốn nhiều người đến để tham khảo thêm và sử dụng thêm được nhiều. Vâng. Bởi vì nó là thật chất. Vâng. Tóm lại bỏ đồng tiền ra để sử dụng nó thật chất. Vâng. Tiếp ra đây em cho. Vâng. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Vâng, thì bây giờ là 10 giờ ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch năm 2019. Còn thì tôi đang có mặt tại anh Trường ơi. Ở đây có ai gì nhỉ? Quên mất rồi. Anh Hoàng Văn Trường, khu Thượng Mỗ nhỉ. Cụm 7 Thượng Mỗ. Cụm 7 Thượng Mỗ. Đan Phượng Hà Nội. Đan Phượng Hà Nội. Vâng, thì là tôi đang trực tiếp về nhà anh Hoàng Văn Trường, cụm 7 Thượng Mỗ Đan Phượng Hà Nội đây. Vâng, để bàn giao cho anh là bộ cửa võng đây. Trên màn hình quý vị đây là bộ cửa võng, tôi đang vừa chờ xuống để bàn giao cho anh là phần mọc chưa hoàn thiện về để anh tự làm lấy. Vâng, tính anh rất cẩn thận. Vâng, thì trong nhà bữa trước tôi đã lắp cho anh là toàn bộ cuốn thư câu đối và trường kể, thì là cũng hoàn toàn anh lấy mộc hết về anh mới hoàn thiện. Thì đây tôi quay qua sơ nhà, sơ đồ cái nhà cổ của anh mới làm cho quý vị tham khảo nhé. Đây, một ngôi nhà là có 5 gian làm theo kiến trúc là cổ này, rất đẹp. Toàn bộ hành lang bên ngoài là anh đã làm bức chắn kiểu như đấy. Đây là bên ngoài cửa nhà anh Hoàng Văn Trường, cụm 7 Thượng Mỗ Ba Vì, Đan Phượng Hà Nội đây. Vâng. Cây này như nhiều quá. Nhiều đấy. Tôi mát hết tiền. Đây thì là quý vị đã tham khảo đây nhá, bộ cửa võng bằng chất liệu bằng gỗ vụ. Và rất là đẹp. Và đấy thì chi tiết vào trong nhà quý vị xem, quý vị đã bàn giao thì thấy nhà anh đục cửa rất đẹp. Vâng. Toàn bộ cửa gỗ của anh đã làm bằng chất liệu toàn gỗ đinh, anh đục rất đẹp, rất là cầu kỳ. Đúng là kiến trúc của Pháp này anh. Toàn bộ dầm bảy kẻ anh đục rất là cầu kỳ. Đây bộ trường, đây bộ trường tôi đã bàn giao từ tháng trước anh ơi, chất liệu bằng cũ vụ Lào đây. Trường này là có kích thước là trường đại, dài 2m17, khoảng chân là 12 chỉ, đục dạ trúc phòng và rất đẹp, bốn huỳnh đục tứ quý. Một bên là tùng trúc cúc mai này. Đây, phần đầu tiên là cảnh tùng cúc này, trúc mai. Và bên này là gọi là lê na đào lệ. Đấy, đối cảnh nhau là bên này lê na đào lệ. Còn bộ trường này là được tự anh mang về phần mọc về anh đánh nước vôi thôi, anh nhuộm nước vôi thôi chứ anh không phun BU mà cũng không đánh cách ly, gọi là anh để ngoài nước vôi trần thôi anh nhuộm. Đây nhá, thì trên màn hình quý vị đây là toàn bộ bàn thờ và cuốn thư câu đối này, chúng tôi đã bàn giao từ tháng trước anh. Bây giờ thiếu cửa võng hôm nay mới la xuống, thì sau này anh tự đánh nước vôi và anh lắp lấy. Anh chơi đúng kiểu lối cổ, gọi là vũ vụ là anh để nguyên hoánh nước vôi trần. Đây là đuôi câu đối này, cuốn thư này, bữa trước chúng tôi đã chở. Đó. Toàn bộ là của cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám tôi đã lắp đặt ngay từ tháng trước là đây. Đây, bộ trường kỳ đại đây, rất chia đẹp. Còn thì anh Trường anh có sở thích là đam mê đồ gỗ, và nhà anh làm bằng gỗ hết, từ chiếc đàn tay dui mè trần là anh làm bằng gỗ hết. À, nếu quý vị nào có nhu cầu sở hữu bộ
cuốn thư câu đối bằng gỗ cụ mà để trần đánh nước vôi như anh Trường này thì sẽ xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Đồng Phú, tỉnh Phú Thọ và chuyên sản xuất đồ thờ chất liệu bằng gỗ mít này, giỏi này. À, chiếc sập thờ này cũng bằng gỗ vụ này. Còn thì có toàn bộ cái ngai thì anh lại là một mít, anh để trần không sơn. Và thì cũng của cơ sở tôi sản xuất và bàn giao cho anh cất. Bộ trường rất là chững chạc, chân 12 chỉ rất là chững chạc, dạ đục trúc phòng. Thì chúng tôi trở tháng từ tháng trước rồi, nhưng mà tháng trước là không quay được. Và hôm nay trở nút cửa võng là quay sơ qua. Anh Trường thế nào? Thấy ưng ý những sản phẩm của em đã bàn giao ra chưa? Tóm lại là bây giờ đang muốn nhiều người đến để tham khảo thêm và sử dụng thêm được nhiều. Vâng. Bởi vì nó là thật chất. Vâng. Tóm lại bỏ đồng tiền ra để sử dụng nó thật chất. Vâng. Thế còn tất cả mông má thì nói chung cái đó là tùy mỗi người. Vâng. Nhưng theo tôi là cứ phải thật chất. Vâng. Một mặt hết. Vâng. Bởi vì là tâm con người là chính. Thế còn bây giờ hào nhoa hào hoa như nó nội tâm nó không chuẩn. Vâng. Không chấp nhận. Vâng. Thế xin chân thành cảm ơn anh Trường. Rất tin tưởng mà đã dùng đồ gỗ của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Xin cảm ơn này. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Vâng.